Phải chăng Hoa Kỳ nghi ngờ về thực tâm của Việt Nam trong việc muốn phát triển hơn nữa quan hệ song phương? Truyền thông quốc tế đưa tin vào giờ chót Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ gặp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào ngày 25 tháng 9 bên lề kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, mặc dù trước đó có tin Tổng thống Biden từ chối gặp Tô Lâm. Theo một số ý kiến, điều đó cho thấy bất chấp áp lực từ các phe phái trong nội bộ của đảng, ông Tô Lâm vẫn kiên định với lập trường thân Hoa Kỳ và phương Tây, tìm mọi cách gặp Tổng thống Biden cho bằng được. Trước khi đến Hoa Kỳ lần này, ông Tô Lâm đã chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên trong chương trình công du ngoại quốc với tư cách là Tổng Bí thư. Đây là truyền thống ngoại giao của các thế hệ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, từ trước đến nay vẫn làm như vậy. Cuộc gặp giữa ông Tô Lâm và Tổng thống Biden đúng vào dịp tròn một năm nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ. Điều này sẽ giúp cho Tô Lâm nâng cao vị thế của ông trong nội bộ của đảng, giữa bối cảnh được cho là quyền lực của ông đang giảm sút nhanh chóng. Vào tháng 6 năm 2024, ông Tô Lâm trên cương vị là Chủ tịch nước đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Việt Nam. Trong tuần tháng 8, ông cũng hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh. Và hiện nay, trong chuyến đi công tác tại Hoa Kỳ, ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Biden. Một số nhà phân tích cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm cố gắng thể hiện sự kiên định với chính sách ngoại giao cây tre để tránh những nghi ngờ trong nội bộ của đảng. Do đó, diễn biến và kết quả cuộc gặp của ông và Tổng thống Mỹ Biden rất được công luận trong nước cũng như quốc tế lưu ý. Tuy nhiên, việc Mỹ từ chối công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường là một bước lùi rất lớn cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Việc Việt Nam không được công nhận không chỉ vì Việt Nam không có nền kinh tế thị trường thực sự, mà còn do Hoa Kỳ vẫn có nhiều nghi kỵ với Hà Nội. Trong quá khứ, Hoa Kỳ sẵn sàng công nhận nền kinh tế thị trường cho các nước đồng minh như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan, mặc dù lúc bấy giờ tình trạng nền kinh tế của các quốc gia này cũng không khác Việt Nam hiện nay là mấy. Mỹ đã cấp quy chế kinh tế thị trường để giúp đỡ các nước này phát triển dưới sự bảo hộ của Mỹ. Hiện tại Việt Nam không nhận được sự ưu ái đó vì lý do Việt Nam chưa phải là đồng minh của Mỹ, liên quan đến ý thức hệ cộng sản. Việc nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang chia rẽ sâu sắc với số đông thiên về Bắc Kinh khiến chính quyền của ông Biden nghi ngờ về thực tâm của Việt Nam trong việc muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Hoa Kỳ. Việc Mỹ không công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường cho thấy cả hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn chưa có đủ thiện chí và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên hiện nay chỉ mang tính hình thức mà thôi. Tuy nhiên, chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ông Phan Văn Giang đến Washington có ý nghĩa quan trọng cho quan hệ đối tác an ninh đang phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Nhưng liệu Việt Nam có thể dựa vào Mỹ được nhiều hơn để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông hay không vẫn là một câu hỏi đặt ra. Câu trả lời sẽ là không dễ để Mỹ can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ hay lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo giới quan sát, trong tương lai, khi cán cân sức mạnh quân sự trên Biển Đông ngày càng nghiêng về Trung Quốc, Mỹ sẽ khó mà hỗ trợ đồng minh và các đối tác trong khu vực. Chỉ cần nhìn qua Philippines, Việt Nam sẽ thấy quan hệ đồng minh với Mỹ sẽ không giải quyết được triệt để các vấn đề an ninh nổi cộm hiện nay. Một số nhận định cho rằng hiện nay Hoa Kỳ rõ ràng chưa tin Việt Nam có thực tâm trong việc muốn phát triển hơn nữa quan hệ song phương hai nước hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Phải chăng Hoa Kỳ nghi ngờ về thực tâm của Việt Nam trong việc muốn phát triển hơn nữa quan hệ song phương. Thăm Cuba, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ làm gì để giúp quốc đảo cộng sản thoát khỏi nghèo đói? Sau khi kết thúc hội nghị trung ương lần thứ 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn tùy tùng đã rời Hà Nội đi Hoa Kỳ từ ngày 21 tháng 9. Sau khi kết thúc chuyến công tác tại Mỹ, ông Tô Lâm sẽ thăm chính thức Cuba. Gần đây, tờ báo The Economist đã gọi ông Tô Lâm là một người cứng rắn, thích chủ nghĩa tư bản phương Tây và đặc biệt thích hưởng thụ, nhằm ám chỉ vụ ăn tai tiếng, bỏ rát vàng tại một nhà hàng cao cấp ở London. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Cuba lần này, theo giới quan sát, chỉ nhằm mục đích làm vừa lòng các đồng chí thuộc thành phần bảo thủ trong đảng. Vào ngày 16 tháng 9, truyền thông quốc tế đưa tin, nhà nước Cộng sản Cuba đã cắt giảm 25% khẩu phần bánh mì hàng ngày, vốn được nhà nước bao cấp từ 80 gram xuống chỉ còn 60 gram. Điều này đã khiến cho số đông người Cuba phải đối mặt với cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Bánh mì là một trong những loại thực phẩm cơ bản ít ỏi vẫn được bao cấp tại Cuba, trong khi thu nhập của nhiều người Cuba vào khoảng
4.600 peso mỗi tháng, tức là tương đương khoảng 15 đô la. Không đủ khả năng để mua bánh mì trên thị trường tư nhân, khiến họ không còn nhiều lựa chọn nào khác. Cùng với mùa màng thất bát, Cuba hiện nay đang thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nhiên liệu và thuốc men. Tình trạng này đã dẫn đến cuộc di cư kỷ lục của công dân Cuba chạy trốn sang Hoa Kỳ. Đồng thời, những khó khăn này đã làm bùng nổ các cuộc biểu tình từ tháng 3 năm 2024, bắt đầu từ thành phố Santiago, rồi dần lan sang các thành phố khác. Do quá thiếu thốn, Thủ tướng Cuba đề nghị giảm số lượng người được hưởng chế độ phân phối theo tiêu chuẩn bao cấp. Giới quan sát đánh giá, đây là lựa chọn đáng ngạc nhiên của chính phủ quốc đảo Cộng sản này, bởi nếu chính sách bao cấp mất đi, đồng nghĩa với chủ nghĩa xã hội ở quốc đảo này sẽ bị chôn vùi. Giới phân tích quốc tế so sánh, sự phát triển của hai quốc gia Singapore và Cuba cùng giành được độc lập vào năm 1959. Lúc đó, Cuba có lợi thế hơn hẳn Singapore, cộng với điều kiện địa lý lý tưởng do thiên nhiên ban tặng. Nhưng đến nay, Cộng hòa Cuba đã trở thành đất nước tàn tạ sau 65 năm theo đuổi chủ nghĩa cộng sản. Trong khi đó, Singapore đi theo con đường tư bản chủ nghĩa đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới. Cũng bởi theo đuổi chủ thuyết cộng sản, đến năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đến bên bờ vực của sự sụp đổ. Lúc đó, ban lãnh đạo Việt Nam buộc phải quyết định cải cách kinh tế, chuyển đổi từ mô hình kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường. Điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền đã từ bỏ học thuyết chủ nghĩa cộng sản với nền kinh tế kế hoạch để đi theo con đường kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản. Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia Đông Âu thành công về kinh tế sau khi từ bỏ chủ thuyết cộng sản, vứt bỏ nền kinh tế tập trung theo mô hình Xô Viết để chuyển sang kinh tế thị trường. Chỉ cần so sánh những các nền kinh tế đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, từ bỏ chế độ bao cấp với nền kinh tế Cuba, có thể thấy đảo quốc cộng sản này đã thất bại thê thảm ra sao. Trên mạng xã hội, nhiều người dân đặt câu hỏi, không biết khi đến Cuba, Tổng Bí thư Tô Lâm có để lại cho ban lãnh đạo quốc đảo này lời khuyên nào đó hay không? Có thể là Cuba hãy học theo Việt Nam cách đây 38 năm, tiến hành một cuộc cải cách kinh tế để đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu như hiện nay. Hay Tổng Bí thư Tô Lâm với triết lý sống chết mặc bay và bỏ mặc đồng chí cộng sản ở bên kia bán cầu. Phải chăng giấc mộng làm Putin Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm đã bất thành? Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường đến Hoa Kỳ để tham dự các hoạt động của Liên Hợp Quốc và sẽ thăm cấp nhà nước đến Cuba từ ngày 21 đến 27 tháng 9. Đây là chuyến đi Mỹ cũng như Cuba đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Lần đến Mỹ cuối cùng của ông Tô Lâm là vào năm 2019 trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Theo giới thạo tin, chuyến công du Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều sự thay đổi lớn so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Ông Tô Lâm không có chuyến viếng thăm chính thức nước Mỹ như mong muốn của ông trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam để khỏa lấp cho sự thất bại. Một biện minh được đưa ra là chưa đầy 50 ngày nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ chính thức bắt đầu, nên ông Tô Lâm và lãnh đạo Việt Nam cho rằng không cần thiết phải gặp ông Biden tại thời điểm hiện nay vì khả năng sẽ thay đổi Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, theo giới quan sát, trong giai đoạn hiện nay, thế và lực của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã và đang suy giảm nhanh chóng, trong khi bộ phận giới chức tướng lĩnh quân đội thân Bắc Kinh ngày càng gia tăng sức ép giáo diết hơn, cộng với sự dập toa của giới chức ngoại giao Trung Quốc tại Việt Nam đã khiến ông Tô Lâm và phe cánh thất bại trong một số kế hoạch lớn mang tính bản lề. Mới đây nhất là đề nghị sửa đổi điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư Tô Lâm đã bị Ban chấp hành Trung ương phủ quyết. Dù rằng kế hoạch sửa đổi điều lệ Đảng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trương trước khi qua đời. Đây là một thất bại được cho là hết sức trầm trọng của ông Tô Lâm và phe cánh trong điều kiện một bộ phận tướng lĩnh quân đội thuộc quyền Đại tướng Phan Văn Giang vẫn ủng hộ Tổng Bí thư Tô Lâm. Mặc dù Tổng Bí thư Tô Lâm đương nhiên là Bí thư Quân ủy Trung ương, nhưng trên thực tế vẫn không kiểm soát và điều hành được toàn bộ quân đội. Cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được cho là đã áp dụng y chang cách thức của Tổng thống Nga Putin. Theo đó, sau khi nhận chuyển giao quyền lực từ ông Boris Yeltsin, ông Putin cũng sử dụng cách thức là lật hồ sơ, moi ra các sai phạm của những lãnh đạo trong bộ máy nhà nước muốn cạnh tranh với ông để mà loại bỏ họ. Khi còn là Bộ trưởng Công an, ông Tô Lâm đã nổi lên với vai trò là cánh tay phải, người thực thi các chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tin tưởng và giao quyền cho ông Tô Lâm làm trong sạch bộ máy của Đảng với kho dữ liệu tình báo và các hồ sơ bẩn của các lãnh đạo cấp cao của Đảng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm
đã dành phần lớn thời gian cho việc dọn dẹp để mà tiếp quản chức Tổng Bí thư từ ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm bước vào cuộc cạnh tranh giành quyền lực tối cao trong nội bộ của Đảng với một thứ duy nhất, đó là quyền kiểm soát Bộ Công an. Nguy hiểm hơn, ông nghĩ rằng ông đã kiểm soát được chính trường với quyền lực vô đối để có thể tự tung, tự tác. Trong khi một nhân vật chính trị lão luyện với kinh nghiệm hơn 13 năm làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi qua đời vẫn luôn phải dựa vào sự thuyết phục được phe quân đội. Khác với Putin, Tô Lâm quá vội vàng khi ông chưa nắm trọn quyền lực ở trong tay. Quyền lực Tô Lâm có được là dựa trên bạo lực của bộ máy công an, chứ không phải bằng sự thuyết phục, bằng uy tín của bản thân. Có thể nói, giấc mộng làm Putin của Việt Nam của ông Tô Lâm đã bất thành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vì sao giấc mộng làm Putin Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm thất bại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.